Hiện nay là anh em tôi đang ở cái trang trại của nhà anh Hiệt. Thế mà cộng lại với thời tiết hôm nay này lại vừa mới báo bắt đầu tối nay là có gió mùa đông bắc tràn về. Giờ mà gió nhẹ thôi nhưng có mưa. Thế để anh em tôi đang tranh thủ là làm đôi vịt luộc chấm nước mắm tỏi để tối nay thế này chống mưa và chống rét. Đấy thì xin mời bà con là đồng hành cùng anh em tôi là đi bắt vịt nhé. Vịt nhà anh hiện tại là nuôi cũng được khá nhiều nhưng cứ thì dần rồi. Riêng giống vịt nuôi này ao nhé là cứ phải có cái vợt để bắt được vịt. Kinh nghiệm của anh em tôi là trang trại bắt rất nhiều nó quen rồi. Đấy. Còn thông cảm không để bỏ sẵn cứ có cái vợt bắt của ba anh chị. Ôi giời ơi, mấy con vịt nó càng ngỗng được rồi. Ngỗng. Đây là bắt kiểu gì? Có được không nào? Được một con đưa anh cầm cho. Bắt được con vịt cũng khó khăn lắm các bác ạ, bởi vì nó nuôi rông chạy kinh lắm rồi. Có đến 3 cân. Cái khu chuyển đổi của nhà lão Hiệp. Trường ban về chưa? Trường ban về chưa? Thế rồi. Ơi, sang đây luôn. Vâng, đôi vịt đã thành công các bác ạ. À, bên này được cái mùa nào thức đấy các bác ạ. Nói chung là gà khóe với lại ngan vịt thì cứ ăn chán thôi. Nuôi các bác nuôi vài chục con này đâu có thịt ăn dần. Không ngờ em gái lại bắt đôi vịt to này. Này mát rồi này có tiết canh nữa không? 3 con này. 2 con. Không phải, nhưng mà Khải bác vẫn là bao giờ bác cho nhiều nước sôi. Đấy là được 100%. Quay từ A đến Z là bác Khải bác cái hòa nước mắm ăn hoài cho bác xem này. Bác phải đọc tốt công thức rồi. Phải đọc tốt công thức là 1, 2, 3 để cho người ta con về khám khảo. Đi chung mùi chiếc là chết hết luôn. Bác này nếu bác pha nước sôi chỉ tí nữa này cắt vào cái đông luôn sao? Nước sôi là nguội. Tôi làm chén đi chè đấy. Không nhưng mà đây là hôm nay là phải ghi hình trực tiếp. Bấm này. Đưa chanh ngay để biết của bác này. Nước sôi. Cứ một mươi nước mắm, hai mươi nước sôi. Anh Bình quen khát cái này, anh ra anh khát. Đúng rồi, ngồi đấy nhờ. Nay do bớt thì đó. Các bác xem có cây mẫu đơn rất bé, nó đẹp không? Hoa của nó chơm chơm bên này kìa. Đây này các bác xem cái loại nho đây anh mua được nho thân gỗ như quả nhá, đấy thấy không, nho thân gỗ đấy, cây này là nho thân gỗ. Ôi giời, cứ phải lấy hết tiếp nào. Nhân viên đi cho vịt ăn bỗng này các bác, toàn lấy ở những cái nhà nấu rượu đấy. Các bác ấy, cắt tiết vịt chọn được cái chỗ hoa lá rất đẹp này. Hoa xong lại trúc à. Xong lại ngồi bên một cái cây nho, gọi là nho thân gỗ. Đây còn đây một cây bưởi diễn các bác xem này, đi nó còn vập cả vào đầu này. Những hôm nay mát trời có cái loại vịt chạy bộ mà còn có cả cái loại sú lợn này các bác.
Ok. Tính chỉ đạo món gia cầm. À, sau này cho vào đấy nướng này. À, khó. Cái này xong rồi anh. Xong rồi, tôi chết giá em. Khoái khẩu của tôi. Mấy bữa nay là anh em đói sữa. Thế là các cụ bố là phải ăn sú lợn này này các bác nhìn này. Đọc sú lợn này. Đây là già rãi này xong rồi là tí dùng cái chiến thuật là ta khò. Nhìn phải thui đấy. Giờ mát rồi cũng là cái ngày kiểu như ngày lễ nhỉ. Đấy. Hai con đấy có dễ nằm lông không? Cũng vậy được. Món này là làm giá cây thế này. Hôm nay chiếu sữa. Anh vừa cho anh ướp rồi đấy ạ? Mẹ ướp rồi đấy. Mẹ ướp. Mẹ mới đi còn tí còn mắm tôm nữa. Mắm tôm. Thế nhưng cái này chủ đạo đó là mẹ này, riềng này, mắm tôm này. Đúng rồi. Nào có biết đâu được. Mình qua điện cho anh rồi đi. Anh nhưng mà thì anh biết chứ chị có biết. Đây bác Hằng, bác Sóc thì bác làm nốt cái món giá cây này. Rau này rau nhà bà Hàng trồng đấy, không phải là rau ở chợ đâu. Rau chợ. Đâu, rau này rau bà Hàng mà trồng. Không. Tái thật bà Hàng, ông Khải vừa mới đi bỏ bà Hàng đi ra vườn lấy rau về. Đây, kia thanh niên Hiệp đang cho gà ăn này. Phao câu đánh tiết canh đấy. Bắt đầu luộc các bác nhé. Mồi lửa lên em đi. Trời ơi, bình rượu to thế mà anh để trên cái yên xe. Thế nó độc cái là thôi là mấy chục lít rượu. Ôi giời ơi, này các bác này. Anh ngâm rượu gì mà hôm nay nó lại trong lại ngon này nhỉ? Cái món măng tươi này là tí là xào mới có cánh các bác ạ. Đấy, chốc ăn nó ngọt lắm, chan với bún ăn thì thôi rồi. Nấu cánh này của món này. Xem cái xoong này sôi chưa này. Ấy giả sôi rồi. Cái này cứ sôi khoảng chừng 15 phút nữa này, ok. Nhấy. Chín cái bàn là khu ơi. Đó là chuẩn bị đồ mất tiết canh này. Vịt gần chín rồi, mà đồ tiết canh cũng chín rồi. Đấy, bây giờ mình vớt ra cho nguội mình thái tiết canh nhá. Đây. Hôm nay đánh cá phao câu. Được thế này thì khả năng là nhiều nhân quá. Không nhiều. Không nhiều. Hai bát tiết rồi. Hai con tiết. Không vịt ngượng được rồi nhá. Bây giờ mình để nồi trái cây. Đây, nồi trái cây. Giá cây. Để ăn tiết canh nữa. Anh bắt sai này cơ mà. Cây xanh này sướng chưa? Chín luôn nhỉ? Ba quả thôi. Nhiều quá. Hôm nay anh em gió quê lại có một anh từ Lục Ngạn về các bác ạ. Vâng. Chủ yếu là tiết canh. Xin chào 5.000 anh em. Đấy. Và món tiết canh vì hôm nay là liên khúc đấy, tức là từ những cái cao thủ nhất khu vực này về đánh món tiết canh. Báo cáo 5.000 anh em là tôi đánh tiết canh là cứ sổ nạt vào xong rồi treo lên. Đấy, mình đi hàng cây số này. Gì cái này? Ớt hả? À, báo cáo 5.000 anh em mà tôi đi 80 cây về đây để đánh cho bát tiết canh cho anh em gió quê. Đấy. Đấy. 5.000 anh em. Thế cơ mà. Đấy, nhờ tay dao tay tớt thì kêu như thế. Thế người, em ra lấy bữa ớt đi.
Đây nhà nhà có cây ớt có mấy quả to không các bác? Đây. Đây. Ớt quả to này các bác. Anh em mà rất là đẹp, đánh tiết canh xong cái là đẹp, nguội cái là thôi đấy. Con vịt, con vịt. Ôi giờ đi làm món nước chấm nữa là xong. Hả? Mũi thời ngập nước cháy gì? Đánh hẳn hai đĩa đi. À đây đây, cái vun rồi xong. À cái chỗ mà anh Khải vừa đấy đó. Đây là đổ tiếp vào các bác ạ nhé. Tiếp thì mình phải pha thêm nước. Không nó thấm quá thì trong cái miếng giả cây đó này. Trình đã chuẩn bị mâm các bác nhá. Đấy, vải đỏ như đám cưới luôn này. Đây Bình ấy. Trồng muối đều tay lắm. Con thứ hai. Con thứ hai nha các bác nha. Tiếp tục cái món thiết canh nên là ẩm thực của anh em do quê đấy, nếu mà hàng tháng mà không có tiết canh vịt thế là người ngợm nó đau dư đây. Đấy, ngon chưa các bác? Đẳng cấp chưa? Hai đĩa tiết canh. Úi giời. Tỏi nha các bác nhé. Riêng tỏi là phải giã này. Nước mắm tỏi thì phải giã chứ không thể đập bằng dao đâu. Cái thớt thì nó lấy nó cứ nó nảy lên anh ạ, nó hấp lên. Thế thì anh Hiệt kia dễ phải sắm cái thớt nhuyễn nữa đấy. Cũng mệt mệt suốt từ sáng thì chỉ có phải không nữa. Thế nó mới vui. Có hai con vịt với bốn cái càng giò thôi mà anh em tôi làm như một cái đám cưới, như đám ăn hỏi này. Hai bác nào. Y kiểu như nói chuyện người lớn ấy nhỉ. Thế này mà có cái bó hoa nữa là đâu 20 tháng 10 đây này, cần đi cho 20 tháng 10. Sinh nhật tháng 10. Này riêng cái món nước chấm mà anh em làm nó sánh nành nặng như này kìa. Đây là chẳng. Đấy nó sánh như thế mà mật ong. Ủa sao lại vẫn còn cái chân nữa nhỉ? Thế. Món gì đấy? Vâng, đây là nồi măng ninh cỏ cánh ngan. Đây là ninh ở bên nhà bác Khải. Cái món giả cầy là cái món cuối cùng đấy. Ăn xong gần gần chén là như tôi múc cho nóng rồi các bác này. Rồi các bác xem đúng là giả cầy rượu mặn chưa? Giống như nồi rượu mặn. Cá. Cá nhiều quá. Tối ăn ghế nó miếng thơm. Chịu khó kinh như này. Sao vậy ta làm nhiều. Lúc sớm thì lắng thì. Mẹ mà chua lại cho mẹ, mày chua lại cho mẹ. Không trò đùa đâu, nó lăn cái là lại tiền triệu. Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Không cẩn thận đã làm quen rồi. Đây rượu của các rượu đây. Vâng, như tình hình vịt chạy bộ đã băm rồi, tiết canh đánh tinh tươm rồi, các món nấu món xào đâu ra đấy rồi. Bắt đầu thì mời tất cả mọi người nhá, cùng mấy đứa anh em tôi là thưởng thức cái bữa cơm hôm nay là đón chuẩn bị đón cái Tết. Tối này là có mùa đông bắc. Thứ hai là khánh thành cái sân của anh Hiệt. Thứ hai là anh Hiệt khánh thành cái sân. Chơi. Rượu uống thế này thì cũng có say không? Thấy làm sao được? Rượu này mật ong đấy. Hôm nay là cái món, đây là món chân giò anh cho đánh làm giá cày này. Trông các bác nhìn nó hấp dẫn không? Cực ngon luôn. Đấy. Cả nhà ăn ngon ơi. À. Nào, giờ hôm nay sang lên rồi nhé, mời các bác nhé. Nào, sao vào trong nhé các bác nhé. Anh chơi rượu vodka này. Vodka hả? Bác Khải là chuyên vodka. Xin mời 5.000 anh em nhé. 500, 500. Thôi nhanh lắm.
Đấy, thì bác chưa hết rồi. Này thì nó để áo cái. Để đúng. Nhưng mà để phải cẩn thận không rơi. Miếng này miếng lươn là chủ tịch. Xong rồi miếng cánh lươn. Miếng cánh là trưởng ban này. Trưởng ban là cánh để cho bay với Nhật Bách. Bay vô khỏe. Chắc chi hào chứ kìa. Chắc cái nào? Cái này á. Cái chừng rồi đấy. Cái chấm này. Cái gì? Cái gì? Đấy, cứ thịt vịt con mà chén này chị. Đấy chị Ga, chị Ga làm luôn cái miếng đùi đấy. À miếng cánh đấy. Cái đấy là chấm nước mắm tỏi này. Đấy. Đấy, cái chả cầy nó ngon bác nhỉ. Bác không nhỉ. Đấy hôm nay chị em chúng em là toàn ăn món chả cầy này. Rất là lạ miệng nhé. Và ngon này. Bác cụ ăn như thịt chó. Vâng đúng rồi, nó thơm anh ạ, nó có tí mùi khói nó lại thơm. Con phụ nữ mà cái ăn chả cầy này ngon lắm. Lần sau thì chị em mình cứ tăng cường làm cái món chả cầy này. Ngon. Đủ. Đâu nhưng mà ngại sợ thì. Anh giờ đang tiết canh chưa? Quay sang. Cái này khó ăn là bỏ. Thế là anh để đĩa cho hai bác ngay. Nhưng bác thì có can. Anh không này không, em không, ra em mấy đấy. Em ra em giã. Hiệp công đấy. Không, hiệp đông thế. Đây còn hai nã ra đây. Đây là hai anh đặng. Đĩa cho canh đây được rồi. Ăn mãi thì xong. Thôi chưa? Úi giời, phải quá thôi. Xem giờ. Đây. Ai gọi mà rồi? Cái này nó ở đâu? Đây, đây. Quay lên ăn đi bún. Một cốc bún. Thế nó ăn dối này. À, cứ để đấy, chốc của xử lý. Ăn nè. Luôn một đứa lá cho hơn. Cầm đi lạnh đi. Còn sau á. Còn chắc là đúng quy trình á. Bên xét này làm. Cầm 5 cái cũng không ngon được. Ui kìa. Cầm 5 cái nó mà còn sót đấy. Riêng anh Hiệt ấy, nếu mà phải phong Nhật và gọi là như là nghệ sĩ đa tài. Cái gì cũng giỏi. Văn nghệ sĩ lang thang. Văn nghệ sĩ hát được. Và làm món ăn cũng được. Công chân. Cái cánh thì càng đẹp hơn. Cái cánh càng đẹp. Nó cũng phun đẹp hơn. Cũng không đẹp hơn. Đẹp thế. Thôi rồi. Nó căng thật đấy. Căng thật đấy. Đặt cái nữa. Làm ngon thế thử. Đã con người ấy. Mà cái kia nó vội chứ còn không làm gì. Nó chẳng có khi nó chẳng tươi sống. Chẳng vệ sinh. Tuấn mới anh vừa cày nắp. Vắt chanh vào. Không em không cho. Ui giời, bác anh ba đĩa rồi. Thôi hai đĩa đầy quắp rồi. Không biết cây đấy, có chuyện như mặc quen. Đúng. Đâu, hôm anh mùa đây nè. À, mùa nó sáng tôi đáp. Sáng em ra, xong là gặp chị ngồi. Chờ bố giờ thì...